Xin chào các bạn nha. Chào các bạn đã đến với kênh ẩm thực dân tộc của mình nha. Bây giờ sau đây mình làm một cái clip, đó là hái một loại rau mà trước giờ ai cũng biết đến hết trơn á, nhưng mà ăn thì tầm 50% người đồng bào dân tộc thiểu số được ăn thôi. Còn anh em người dân tộc Kinh thì hầu như là chắc tầm 95% là chưa được ăn luôn. Chỉ biết thôi chứ chưa được ăn. Anh em bạn bè nhớ theo dõi clip nha. Anh em biết lá gì không anh em? Thấy giờ là biết lá gì rồi đúng không? Cái này là lá sắn đó các bạn. Ở miền Bắc người ta kêu lá sắn, còn trong miền Nam thì kêu lá mì. Nhưng mà ở Đồng Nai, mình thì ở Đồng Nai, nhưng mà mình này, đi dọc bao nhiêu qua một buổi mới kiếm ra được phần này ấy, anh em ạ. Còn ở quê mình thì đầy, ở quê mình thì người ta trồng cái này mà. Người ta trồng, người ta làm nương làm tẩy người ta trồng mà. Cái đám này gần đường cái luôn anh em. Đây là lá sắn nha, lá sắn lá mì nha. Lá sắn lá mì thì hầu như ai cũng biết tới hết trơn. Cái lá này thì quá quen thuộc với mình rồi, nhưng mà ăn thì chắc tầm cỡ chủ yếu là người anh em đồng bào dân tộc thôi là được ăn nhiều, tại vì ông bà xa xưa là sống từ cái lá này mà. Mỗi lần cơm thì cũng dùng tới cái lá này để nấu canh ăn. Còn mình bây giờ thì đầy đủ rồi, thời mình bây giờ thì nói giờ có khổ cũng đầy đủ rồi. Đây, cái phần này là mình thấy là tốt đó các bạn. Bây giờ mình hái nha, mình hái về rồi nấu ăn. Cái lá này thì quơ mình thì rất chi là nhiều luôn, tại vì quơ mình làm mì làm mía mà. Hái vừa đủ ăn thôi các bạn. Hái vừa đủ thôi các bạn ơi, nhiều quá thì phí, ăn không hết bỏ uổng. Nhiều đây chắc đủ rồi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đi về ha.
đi về nha các bạn. Đã sáng của mình rồi các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu mình chế biến ha. Có ai biết món này không? Dạ lâu lắm các bạn ơi. Ở Đồng Nai mấy gần 1 năm rưỡi này chưa được ăn lá sắn luôn. Thịt sang mua 3 chỉ. Thịt xong mua 3 chỉ. Cái này thì cũng không giả nát bao nhiêu đâu. Vừa phải thì vừa đủ thôi.
Chị chào mấy bạn ơi, bỏ vô trước nha. Bỏ là xăng luôn nha mấy bạn. Vô đây cái kiếm đi này tắt. Hello các bạn nha, món ăn lá sắn bây giờ xong rồi nè các bạn. Tại tuyệt vời ông mặt trời không? Thấy không? Thịt nè, rau muống nè, tùm lum hết luôn. Như món ăn như nấu tàu các bạn. Món này mà nhậu thì ok luôn. Nè. Mấy anh em nhậu, nhậu chung rồi. Quay tao cũng miễn. Tao không muốn để lộ mặt ở trên YouTube mày hiểu không? Mời các bạn nha. Anh chấm mắm được rồi. Quê em có cái mắm này luôn á, thiệt luôn. Không có chỗ nào quá.
con mực á, con mực mình thường ăn á, làm mắm. Anh nói cái nước hay gì? Hả? Cái nước mực của nó không? Con mực luôn. Đấy. Dầm ra luôn hay gì? Ừ. Đây này con mực này, con mực sống á, nhưng mà nó làm mắm này. Đã lắm. Ăn xoài chua ấy, trắng cũng ngon. Này lấy từ quê vô cho đây đâu có bán không? Mực mình phải khô hả? Mực mình là mắm riêng luôn hả? Ừ. Cái mực nó là mực tươi luôn á, nó làm mắm như là gì? Anh ăn mắm cái rồi mắm nêm rồi đấy. Ừ, nó lại loại như vậy nhưng mà đây là mắm mực. Tính vậy à? Uống rồi. Uống rồi. Uống rồi nha. Ai đi anh? Được không? Ở đây là lá sắn lá mì này, ở đây anh chắc trước giờ chưa ăn luôn phải không? Có vợ nó về làm hoài mà có ăn. Ờ, ý là cái dùng mẫu mãi làm khó ăn. Nó làm những người em bỏ thịt bỏ vô đúng không? Cho cơm. Ừ đúng rồi, chị ở Đắk Lắk này bà ăn món này cũng nhiều. Mãi bưng lao quá nè. Ừ. Ừ. Đó hả? Đó mà không? Biết á, ngồi đi. Ừ. Mai chắc mình bơi gì rồi, thứ hai này đi làm rồi, chứ mà ngồi đại công ty mình đã chắc đi làm. Đi làm luôn đi anh, chờ cái gì? Ủa chung nữa vậy, lấy giùm bộ sơ cho anh luôn đi. Ờ. Lấy giùm bộ sơ nộp luôn đi anh. Chưa, công ty đó bây giờ đang đủ người rồi. Ờ. Tại vì nhận ba người mà ông bệnh ổng nó không điện của mình. Ủa tôi ăn chứ không? Mày á. Thì chạy em uống cái bọt mới vừa phun ra. Ừ. Vậy em mới uống cái bọt. Mày xây dầm nào? Em không biết mày nữa. Bây giờ về đi. Xoay về đi. Làm như có cày đúng bài. Cái gì tôi nói ở đây bán cá gì không anh? Cái cá lo cái đây hả? Còn đây không? Quá nha em. Alo. Hả? Em chạy ngược chiều lên tới đoạn này chút xíu rồi. Là 200 cây. 200 m. Ê dài dài lên ngắn mấy cái trạm giao thông đó mày hỏi nó. Lo lắm mới được ăn đó. Chung là lá mì đi, cái nơi gần quá rồi.
đá mì thì nó dầm nếu mà anh lái chạy nếu mà chạy Đắk Lắk thì cái này là quá quen thuộc rồi. Từ khi nó về nó dầm ba cái cà bằng cà đắng á. Ừ. Nó dầm ra rồi xong nó làm rồi hay ăn gì ăn tao ngồi tao muốn ăn như dọn cơm ra phải không? Ừ. Là nó muốn làm cái gì đó làm nhưng dọn ra tao muốn ăn món nào tao ăn không có ở chơi ở khen hay là này nữa. Nhưng mà cái này em lâu rồi không được ăn tại vì vùng quê em hồi trước giờ ông bà già rồi đấy đâu có gì ăn rồi toàn già cái món này không á. Nhưng mà hồi đấy là người ta kho lên rồi không có bỏ dầu ăn cũng không có bỏ thịt cũng có gì đó người ta chỉ ăn lá sắn mà không có dầu ăn luôn mà cứ xào không vậy đó vậy mà người ta không nuốt. Bây giờ kiểu dạng như mình hồi nhỏ quen ăn cái này rồi bây giờ đi làm xa thế nhớ cũng ngon mà không cái gì mà không có. Hồi đấy cái vườn đó mà người ta có tiền mua nó mày không phải nữa cả này cái vườn nào á cái món nào mà nó ngon á mày ăn hoài á thì đụng má mình lên đây không có á mấy thèm như không? Tao dưới quê nè đụng mấy ở trên đây phải không kêu bà già về dưới quê gửi ba cua tôm lên thèm nha lên có mặt nữa cái là hết muốn ăn à ăn không nổi. Ừ. Đây lá sắn ở quê em là dạng như là, nói chung không họ ba hồi đâu bây giờ cũng vậy nói chung ít có đồ ăn á không có đồ ăn thì kiếm lá sắn này mà đâu dạ tại vì cái món nó phổ biến nó ăn nó ngon vừa ngon mà nó vừa dễ kiếm mà không có tốn tiền nữa còn cái này thì giờ mình có tiền ấy mua thịt rồi cá thì rồi mua cái gì mua này cái nọ gì ăn mắm mực thôi nhiều lắm ngày món này thì ăn nhiều lắm. Nó mình có suy nghĩ như nắp tàu vậy á. Mắm bột như mắm này. Mọi người con như ngon. Bánh. Chùa thằng ấy. Đấy. Anh tươi ăn tươi không? Đây không? Bữa hôm nay nói không? Ờ. Nó nói. Bây giờ không có luôn rồi. Hả? Xuống đây định nước em, khai anh em để bỏ qua cho cái chuyện đó. Ừ, anh đã nói, anh nhắn tin anh nói vô mẹ bây giờ đó, hiện tại bây giờ đó, thì mày bây giờ đó, không phải là nói gì về vật chất hay là cái này cái nọ. Đi qua đây đi sống á, thì bây giờ đã anh em đã quen biết gần nhau rồi, thì mày gán sống cho đàng hoàng chút xíu. Đừng nên bày bài gì này nọ nữa mày đừng có suy nghĩ mà đủ mày tôi vô đây tôi làm được tôi có cái đồng tiền rồi tôi muốn sống lên tôi đó cái đó không có đủ mấy sau này mày có cái gì đó này nọ mày không bao giờ mong mẹ được bữa em có nói là xuống đây nói bữa em lên đấy qua ngày mai bữa